Dung là kỹ thuật quan trọng nhất được sử dụng trong các thể loại âm nhạc, từ dân ca, nhạc cổ cho đến nhạc đương đại hay thể nghiệm. Nó cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giúp người nghe nhận diện được thể loại âm nhạc đó. Vai trò này đặc biệt quan trọng trong ba thể loại âm nhạc truyền thống được đưa vào giảng dạy trong các cơ sở đào tạo âm nhạc tại Việt Nam, đó là nhạc chèo, nhạc Huế và nhạc tài tử cải lương. Trong video này chúng tôi chỉ giới thiệu những kỹ thuật rung cơ bản như rung dây buông, rung nhấn lên và rung nhấn xuống. Bởi để có thể nắm được kỹ thuật rung của ba thể loại âm nhạc trên, đòi hỏi phải tốn rất là nhiều thời gian, công sức, luyện tập cũng như tìm tòi nghiên cứu. Vì trong mỗi thể loại âm nhạc đó, ngoài những yêu cầu kỹ thuật về rung chung, thì ở mỗi bài bản có tính chất khác nhau lại có những yêu cầu và quy định về rung khác nhau. Mà vấn đề này tôi xin được trình bày ở những video tiếp theo. Với rung dây buông thì tay trái đặt lên cần đàn như kỹ thuật tay trái trong gậy dây buông và ngón trỏ, ngón cái đẩy cần đàn sang hai bên, bên phải và bên trái, sao cho tiếng rung sẽ dao động xung quanh nốt được rung theo hình làn sóng đều đặn và liên tục đến khi âm thanh đó dứt. Khi rung thì chúng ta dùng cánh tay để rung cần chứ không dùng cổ tay và ngón tay. Trong rung nhấn lên, ngón tay cầm cần đàn cũng giống như kỹ thuật nhấn lên, nhưng trong quá trình rung đòi hỏi phải giữ chắc cần đàn để âm thanh không bị cao lên hoặc là thấp xuống. Trong rung nhấn xuống, kỹ thuật cập cần đàn cũng giống như kỹ thuật nhấn xuống và cách xử lý âm thanh cũng giống như rung nhấn lên, đó là trong khi rung phải giữ chắc cần đàn sao cho cao độ của nốt được rung không thay đổi. Tôi vừa giới thiệu với các bạn một số kỹ thuật tay trái của đàn bầu. Những kỹ thuật này sẽ giúp các bạn bước đầu chơi một số bài bản dân ca của Việt Nam. Đàn bầu cũng như phần lớn các nhạc cụ dân tộc khác, kỹ thuật tay trái là vô cùng quan trọng. Nó là yếu tố thể hiện đặc điểm, tính chất cũng như hồn cốt của âm nhạc cổ truyền Việt Nam.